Hôm nay lễ cúng lớn mời thỉnh hết tất cả các chư vị, tổng cộng 18 bàn. Ở đây có Đức Chúa, Đức Mẹ Maria, Chúa Giêsu sẽ đến thăm nói thiên Long Sơn. Hai văn này là thị cung với Long Dương nó lên, huynh đệ tỷ muội, đây là văn cha mẹ, văn thượng đế mẹ. Đây sáng ngày thứ 3, ngày 24 tháng 11. Tuốt ở ngoài xa kia thì các vị thần Việt Nam, Hồng Thiên Sông Núi nước Mỹ, Hồng Thiên Sông Núi nước Việt đầy đủ hết. Hôm nay thỉnh tất cả các vị về họp bàn ở nói thiên Long Sơn để giải quyết vấn đề của ông Trump, mọi chuyện khác luôn. Vui đại học chỉ quay thường nước livestream làm sao nữa. Đường này lên Địa Ngọc Hoàng Thượng Đế. Địa Ngọc Hoàng nằm ở trên đỉnh núi. Ngay cảnh đẹp Thiên Long Sơn. Đó, ngoài chỗ ba cột cờ là mấy vị thần ngày trận đạo. Thì ngoài đó đây là hai cái ba các bạn ngay đây là thánh tử đạo Việt Nam với 12 thánh tông đồ đệ tử của Đức Chúa Giêsu hôm nay cũng về núi luôn đó, các bạn khúc đó các bạn dưới có ngày cái bàn ở giữa ngay chỗ đó thì ngày Phạm Công Tác với mấy ngày bên cao đài. Cái bàn ở ngoài kia mấy ngày Minh Đăng Quang với mấy vị khất sĩ. Còn cái trên thì Ngọc Hoàng Thượng Đế với Mẫu Mẹ Long Cung, Chúa Giêsu với Đức Mẹ Maria với mấy vị Phật. Ở ngoài đó Tổ Bồ Đề Đạt Ma đâu, ngoài đó ở trên cái bệ đó, thì ở đây bữa lễ như vậy. Còn các bạn bên đây cho mấy anh đang đứng ở đó là mấy ông rồng ở núi Cấm với mấy ông rồng ở núi Thiên Long Sơn. Thì bằng này thì ở ngoài đó trên bệ thì sư phụ Đức Thầy Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông tổ đồ là trên cái bệ đó. Thì tất cả các vị thường nắm thì cũng hay làm mấy cái lễ này, năm nào cũng làm, mấy các vị về rất là vui vẻ.
và đồng, từ Phật, Thánh, Tiên, Thần, mấy vị thần núi, thần rồng đồ cũng về tụ họp. Cả Hồng Thiên Sông Núi nước Việt, Hồng Thiên Sông Núi nước Việt là ngay trước tượng cho Trần Đạo. Ngài Trần Đạo có ba bàn là Hồng Thiên Sông Núi nước Việt. Thì đó, bữa nay luôn ở Hồng Thiên Sông Núi nước Mỹ có ngài George Washington nữa. Ngài cũng vừa bữa nay cũng về đây để xử cái đám tà. Bữa nay đầy đủ hết á, không có thiếu gì nào hết trơn á. Là tất cả những gì mà thần linh của nước Mỹ á, cũng về đây nữa. Thì mấy vị là trùng nhau, Hồng Thiên Sông Núi nước Việt, Hồng Thiên Sông Núi nước Mỹ. Thì ngay chỗ ba cột cờ đó là trùng nhau, gần nhau. Rồi thêm ông Quan Công nữa, ở Nam Quan Công có về đây nữa. Quan Công, Trần Đạo, Đức George Washington, Đại Thánh Trần Quang Khải, Ngài Lê Văn Việt, đầy đủ, Đức Phật Thầy. Đó, tất cả các chư vị hôm nay tề tụ không thiếu. Rồi thiên binh thiên tướng cũng đầy đủ luôn. Ở đây khoảng mười mấy người, sáng giờ lo quần quật ở đây. Thì cứ làm vậy đó, là mọi người cái tâm gia đình COVID nhưng mà không sao. Mọi người tay chân gom đồ ra để mà làm lễ cúng, lễ tạ ơn nước Mỹ luôn. Bữa nay ngày 24, ngày mai là lễ có gà tây, tạ ơn nước Mỹ. Thì mình tạ ơn các cái gì ở trên cho mình hôm nay sống qua cái thời mạt kiếp này. Chánh với tà đang đấu với nhau nghiêng ngửa, Chúa Giêsu với quỷ Satan đang đấu nhau. Hôm nay hơi lây gây cấn à. Ngoài đời thì không có hiểu, tất cả mấy chị vị đã tính trước hết rồi. Thì năm nào thì cũng làm cái lễ này nè, nhưng mà Kiệt chọn cái ngày nay là Kiệt biết gây cấn thì sẵn làm công hai chuyện luôn. Thỉnh các chư vị về vui vẻ. Thường mỗi năm á, mấy vị như ngày George Washington, như ngày Trần Đạo với Hồng Thiên Sông Núi nước Mỹ, nước Việt là rất là gần nhau, khắng khít, cũng giống như là anh em kết nghĩa thành đôi vậy đó. Cho nên nước Mỹ phải bổn phận phải lo cho nước Việt chu đáo đó, lệnh trên. Mà mấy đại ca mình bệnh đừng ý lời đó mà ăn hiếp dân nha, không phải vậy đâu, tạc ngang hết bây giờ nếu mà không nghe lời. Thời mà kiếp những chuyện mà không thấy mà tin. Thường mấy gì về đây rất là đông, ai mà có thiên nhãn, mà ai mà có huệ nhãn như mấy hòa thượng lớn á, sẽ nhìn thấy rất là khủng khiếp. Mấy vị về rất là oai lực, cả cái bầu trời này rực sáng, trùng trùng lớp lớp các chư thiên, chư thánh, chư thần mở đường cho cha mẹ đi xuống, các chư Phật xuống, đông lắm. Năm nào thì cũng làm lễ ở đây rất là linh đình. Đó, thì quay cảnh sơ sơ hôm nay làm lễ. Cái video này cũng để kỷ niệm. Thì trên cái bệ nãy kia có quay rồi, chỗ đó sau này Phật Di Lặc sẽ ngồi đó giảng pháp. Bốn cây đó là bốn cây long hoa đó. Thì Phật đáng đây nè, ở gần mình mới bay qua. Thì chờ đến ngày xuất hiện thôi. Phật sẽ giảng pháp bốn cây long hoa. Thì mà Phật tử của mình mai mốt ngồi đẩy ngoài sân này, kia làm sẵn mấy cái băng ghế này cả năm rồi, với mấy cục đá đó mình ngồi được, với băng bên kia là mình ngồi được. Thì ra sân này chứa khoảng cả ngàn người được á. Những người mà hữu duyên 10 chết 7 còn 3 chết 2 còn 1 là sẽ ngồi dưới đây nè. Mình không cần bàn ghế gì hết, chỉ cần cái ghế cho Phật ngồi trên đó thôi, với cái microphone thôi, là Ngài sẽ giảng pháp ngay chỗ đó cho mình nghe.
thì tất cả Phật tử thì ở vùng này có đại phước thì gom lại. Thì cái bệ kia cũng làm sẵn rồi, mấy vị kêu làm sẵn hết, cái gì cũng sẵn hết. Cái này hoa nè, hoa ngoài đó đó là hoa anh đào, nhưng mùa này thì nó hơi rụng. Thì trong này thì mấy cây hoa tường vi này còn thiếu nhiều lắm, thiếu nhân lực, thiếu đủ hết. Thì bao nhiêu năm nay trồng mấy cây này của mấy bà con ở vùng này, mang lên mấy cây kiển đồ, người cho cây này cây kia trồng tùm lum hết trơn á. Nhưng có cây nó hợp với đất núi, có cây nó không có hợp với đất núi. Núi cũng khó trồng lắm. Rồi khi mình trồng giống như mình nói cây trước mặt kia nè, cây này là cây giống gì đó, là cây tường vi màu đỏ đẹp. Nhưng mà khi mình trồng hồi xưa, cách đây trồng cây này là 3 năm nó mới đến bên lớn nè. Cây mua 150 công rồi trồng với phải bọc cái rễ, tại vì mấy con squirrel, mấy giống mấy con sóc á, nó đào ở dưới cái nó ăn cái rễ cái nó bị chết, cho nên mỗi cây kiểu phải lấy lưới sắt bọc nó để cho nó đừng ăn cái rễ. Rồi qua gió mưa nước tưới phải mỗi ngày, phải làm hệ thống nước tưới. Núi này có những cái giếng nước ngầm ở trong, có 6 cái suối ngầm ở trong lòng đất, cho nên nước nôi là xài đầy đủ, không có thiếu nước. Nhưng mà khổ ăn cái là gió mới nó thổi ngã. Hồi bữa bão quá trời lớn, ngày gãy hết khoảng 5-6 cây tường vi lớn gãy ở dưới. Trong tương lai những thế hệ Việt Nam mình hiểu về cái núi này của người Việt, về núi linh thiêng, đất thánh địa, thì lên đây phụ thêm tay, chứ dãy đất quá lớn, tới 360 công đất, chưa có công trình gì vĩ đại hết, chỉ là sơ sài thôi. Mấy vị nói để mỗi người góp công sức vô thì nó mới thành thánh địa, chứ mình con dành làm hết đâu được, phải chừa lại cho Phật tử San Jose. Lên đây người phụ một tay một chân, đây kia cũng làm sơ sài, như cầu thang kia cũng làm bằng cây. Sau này nếu mà ai mà có ấy làm bằng xi măng, còn ở ngoài đó đó mình có thể bỏ cái sàn ngang rồi mình làm cái balcony lên, có thể chứa cả ngàn người ăn trưa ở trên này được á. Mình đổ cột lên cái mình làm sàn ngang ở chỗ cục đó, ngay chỗ dưới đó là cái hội trường, còn ở ngay xa xa đó là khu công giáo. Sau này sẽ có cái nhà nguyện chứ không phải nhà thờ nha, mình chỉ để nhà nguyện thôi. Thì mấy vị sẽ ngự trọng để cho người công giáo vùng này lên đây gần gũi với Chúa rồi. Chứ Chúa giờ đâu ở nhà thờ nữa đó. Trên này không à, mấy vị trên này, mấy thánh tử đạo trên này không á. Thì thành phố Silicon Valley. Trước mặt có cái hồ. Ai lên đây có bệnh gì cũng sẽ hết, có buồn cũng sẽ thành vui, đau nhất cũng thành mạnh khỏe. Có mấy bác lên nói nha, lên cầu thang ở dưới kiệt xây, có cầu thang từ ở dưới chiếc tàu, ở dưới chân núi á, có cờ vàng ba chọc đỏ dưới nữa đó. Từ chỗ đó mà đi lên trên này á, là khoảng 400+ thang cấp. Bệnh gì cũng sẽ hết, mệt mỏi, cholesterol gì cũng tiêu tan. Thì núi này của cộng đồng Việt Nam, của thế giới chứ không phải của riêng dân San Jose ở đây. Tại dân đây kỹ sư, bác sĩ rồi nhiều quá, cho nên họ không có, họ mất hết thiên tính rồi. Họ không còn nhớ đường đi về trời nữa. Họ chỉ nhớ đường đi tìm thú vui thế gian không. Thì chỉ gieo duyên với những người ở vùng này hữu duyên. Ai mà còn chút thiên tính thì nên sau này về Thiên Long Sơn thì sẽ có cảm nhận. Cái gì mình uống nước mình mới biết nước ấm, nước lạnh, chứ nói bằng miệng, nói hoài cũng không có ai hiểu đâu. Như Đạo Phật. Thôi thì cái clip nhỏ nhỏ bữa nay quay Thiên Long Sơn lễ này cũng như đại hội, tất cả các chư vị từ lớn tới nhỏ đều về hết. Thì bữa nay sẽ làm cái bữa lễ này cũng nhân cái dịp lễ tạ ơn. Hôm nay ngày 24 tháng 11
Bức thư nông sơn lớn lắm, quay cũng không có hết. Đường này lên hoài, lên hoài, lên hoài. Từ đây mà lên tuốt trên đỉnh núi kìa, cắm ba cái thánh giá trên đỉnh núi á. Cao khoảng 2.800 feet. Chỗ mà kìa đang đứng đây là khoảng có 1.000 feet à. À, chưa nằm, chưa thấm thía gì. Từ đây lên đó khoảng thêm tiếng rưỡi nữa nếu mình đi nhanh, còn mấy người mà đi chậm chậm cũng chậm hơn. Còn người đi loại pro á, loại lẹ đó thì cỡ 40 phút sẽ tới đỉnh núi. Tới nếu mà tới đỉnh đầu tiên thì lên đỉnh mấy đỉnh kế tiếp nữa. Thì cái núi Thiên Long Sơn vậy đó, đi từ đây mà muốn hết núi này cũng khoảng nhiều ạ, có ngày á. Thôi thì chào quý vị. Nay mặc áo này dự đại hội. Chào các bạn, chào quý vị, chào các bác.